Trong dòng chảy tin tức nhiều biến động, những con số thống kê mang đến nhiều trạng thái cảm xúc trong ngày. Thông tin về vụ 9 người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam tử vong trong một vụ tai nạn nghiêm trọng ở Trung Quốc đang được dư luận quan tâm. Bên cạnh sự tiếc thương, những nghi vấn liên quan cũng đang được điều tra làm rõ. Không phải những cuộc đua tỷ lệ chọi vào các trường đại học, đây là cuộc đua với tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt không kém để giành suất mua nhà ở xã hội. Hàng ngàn người có mặt nhưng chỉ có hơn 100 suất bán ra. Nhưng khác một điều, cuộc đua này không nhờ vào năng lực mà dựa trên những lá thăm đầy may rủi. Trong khi đó, những thông tin về vụ một con đĩa ngoe nguẩy trong bình nước lọc còn nguyên tem ở một trường học ở Quảng Bình vẫn chưa thôi hạ nhiệt suốt những ngày vừa qua. Trong những biến mới nhất, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước liên quan. Sau khi 3 bệnh nhi không may nhiễm độc botulinum, đã có thêm 3 ca nghi ngộ độc botulinum nhập viện. Đáng chú ý, tất cả những bệnh nhân đều ở thành phố Thủ Đức. Và theo kết quả xét nghiệm ban đầu, việc ngộ độc botulinum là do ăn các thức ăn quen thuộc. Tôi là Cẩm Tú. Tôi là Phương Nhật. Tôi là Quang Huy. Và đây là Sinh Nhật 20 giờ. Bản tin đầy đủ sẽ công chiếu lúc 20 giờ tối nay. Quý vị đừng quên bấm nút chuông ngay trên màn hình để nhận thông báo và cập nhật những tin tức nóng hổi nhất, những câu chuyện cuộc sống đáng chú ý nhất cùng xem nhanh 20 giờ.